Siêu bạn hút mỡ đùi là một can thiệp rất hiệu quả để chúng ta có thể là giảm cái thể tích của vùng đùi, tạo cho chúng ta một cái vùng đùi thon gọn và quyến rũ hơn. Nhưng bên cạnh đó thì đây là một can thiệp tương đối là khó và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vậy thì liệu khi chúng ta can thiệp hút mỡ đùi có gây ra cái tình trạng nguy hiểm cho sức khỏe cũng như là cái tỷ thẩm mỹ vùng đùi chúng ta hay là không? Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Bác sĩ Hoàng Long. Và trong video hôm nay thì bác sĩ sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu khi chúng ta can thiệp hút mỡ đùi có gây nguy hiểm cho chúng ta hay là không. Thì trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái can thiệp hút mỡ đùi của chúng ta là như thế nào. Vùng đùi bạn biết thì nếu mà có tích trữ lượng mỡ thừa nhiều sẽ làm cho cái vùng đùi của chúng ta có tiết diện bị phình to và làm cho là hai bên đùi của chúng ta có cái khoảng cách nó rất là gần nhau, làm cho cái hình thể vùng đùi chúng ta không được đẹp. Đồng thời là khi chúng ta có cái trữ lượng mỡ thừa nhiều vùng đùi thì còn làm cho chúng ta gặp nhiều yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, như là tình trạng mỡ thừa nhiều thì có liên quan đến tình trạng chuyển hóa tim mạch, huyết áp của chúng ta. Đồng thời là cái lượng mỡ thừa này sẽ làm tăng sức nặng của vùng đùi, áp lực lên hai phần chi dưới của chúng ta, gây ra những cái tình trạng bệnh lý về xương khớp đến những cái bệnh lý về giãn tĩnh mạch chi dưới thì nó cũng ảnh hưởng không tốt cả về mặt sức khỏe cũng như là về vẻ đẹp thẩm mỹ cho chúng ta. Một cái can thiệp hút mỡ đùi thì cũng tương tự như là những cái can thiệp chúng ta tiến hành hút mỡ khác, đó là một can thiệp ít xâm lấn. Chúng ta sẽ đưa cái lượng dịch tê và những cái chất hoạt hóa vào để có thể là hóa lỏng cái lượng mỡ thừa vùng đùi, sau đấy thì chúng ta sẽ hút loại bỏ cái lượng mỡ thừa này trực tiếp ra bên ngoài. Mặc dù là một can thiệp tương đối là ít xâm lấn và có thể gọi là không phẫu thuật, nhưng mà một cái can thiệp của vùng đùi thì là một can thiệp tương đối khó, bởi vì cái tiết diện vùng đùi là một cái tiết diện hình trụ tròn và rất khó để chúng ta có thể tạo hình một cái tiết diện nó thon gọn sau khi chúng ta can thiệp. Đồng thời thì ở vùng đùi chúng ta thì cũng chứa rất là nhiều những cái tổ chức mạch máu, những cái khối cơ lớn thì có thể là gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tình trạng sức khỏe và tính mạng chúng ta nếu chúng ta can thiệp nó không đảm bảo. Chúng ta cùng đến với cái vấn đề chính của video hôm nay, đó là những cái nguy cơ nguy hiểm nào chúng ta có thể gặp phải nếu chúng ta thực hiện những cái can thiệp hút mỡ ở vùng đùi. Thì chúng ta có thể chia làm hai cái nhóm yếu tố nguy cơ có thể gây nguy hiểm của chúng ta khi chúng ta thực hiện một cái can thiệp hút mỡ ở vùng đùi. Thứ nhất là liên quan đến cái tình trạng sức khỏe toàn thân của chúng ta. Thì như các bạn đã biết là một cái can thiệp hút mỡ ở vùng đùi là một can thiệp hút mỡ tương đối lớn và đòi hỏi là chúng ta phải có cái quá trình vô cảm tốt. Thường chúng ta sẽ thực hiện dưới cái gây mê toàn thân hoặc là tiền mê, như vậy thì mới đảm bảo cho các bạn là không gây đau đớn cũng như là đảm bảo cho quá trình can thiệp. Nhưng mà như vậy thì chúng ta sẽ lại phải chịu ảnh hưởng bởi những cái nguy cơ, những cái biến chứng liên quan đến quá trình chúng ta gây mê hoặc là dùng những cái loại thuốc tiền mê như vậy. Nó sẽ kích thích và ảnh hưởng trực tiếp lên cái phần thần kinh trung ương của chúng ta, thì sẽ gây ra những cái ức chế liên quan đến cái vấn đề đường thở, hô hấp và tim mạch cũng như là cái chức năng của phần thần kinh trung ương là não bộ và tủy sống của chúng ta, thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe và cái tính mạng của chúng ta nếu chúng ta không thực hiện ở những cái cơ sở, những cái bệnh viện có chuyên khoa về gây mê và hồi sức tích cực tốt, thì có thể là gặp những cái yếu tố nguy cơ này. Chúng ta cũng có một cái yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng toàn thân của chúng ta, đó là cái việc chúng ta bị thuyên tắc mạch do là những cái tế bào mỡ chúng ta đi vào trong mạch máu. Thì khi chúng ta can thiệp mỡ vùng đùi, như bác sĩ chia sẻ thì có chứa nhiều cái mạch máu lớn. Nếu chúng ta can thiệp sai kỹ thuật làm tổn thương những cái mạch máu này và những cái tế bào mỡ nó đi vào trong lòng mạch, thì khi mà những cái tế bào mỡ này được luân chuyển theo cái hệ tuần hoàn chúng ta vào những cái mạch máu nhỏ thì có thể là gây thuyên tắc mạch ở những vị trí đấy, làm cho là thiểu dưỡng và làm mất chức năng của những cơ quan đấy. Và nguy hiểm nhất đó là thuyên tắc mạch phổi này, thuyên tắc mạch vành liên quan đến cái chức năng tim mạch của chúng ta, và thuyên tắc mạch não thì sẽ rất là nguy hiểm cho cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Đấy là những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng toàn thân. Còn những cái yếu tố nguy cơ về tại chỗ thì chúng ta có thể kể đến những cái yếu tố liên quan đến cái tinh thẩm mỹ ở vùng đùi. Thì như bác sĩ chia sẻ là cái hình thể vùng đùi chúng ta là có dạng hình trụ tròn, và khi chúng ta hút mỡ tạo hình thì không phải là những cái vị trí nào chúng ta cũng tiến hành can thiệp hút mỡ, mà chúng ta chỉ hút ở những cái vị trí mà có cái lượng mỡ thừa phình to, làm cho cái tiết diện của vùng đùi chúng ta bị to ra. Và những cái vị trí chúng ta cần phải tránh đó là những cái vị trí mà trên bề mặt những cái khối cơ, hoặc là những cái vị trí ranh giới giữa phần mông và phần đùi, cũng như là phần đùi với lại cái phần khớp gối của chúng ta. Thì nếu chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật thì rất dễ dẫn đến cái tình trạng là vùng mỡ vùng đùi chúng ta sau khi can thiệp sẽ bị lồi lõm, những cái tiết diện vùng đùi chúng ta sẽ không tạo nên cái dáng vẻ thon gọn và thon dài từ trên xuống dưới, mà nó sẽ có những cái vần gấp khúc lồi lõm, gây ra mất tình trạng thẩm mỹ của chúng ta, đồng thời là rất là khó để có thể khắc phục
mở những cái can thiệp chỉnh sửa về sau. Bên cạnh đó thì nếu chúng ta can thiệp không đảm bảo không đúng kỹ thuật thì có thể dẫn đến những cái tình trạng như là nhiễm khuẩn này, do là cái môi trường can thiệp, cái điều kiện can thiệp cũng như là những cái dụng cụ chúng ta can thiệp để chúng ta tiến hành hút mỡ thì không đảm bảo. Cái tình trạng nhiễm khuẩn mỡ ở vùng đùi thì cũng gây ra tình trạng rất là nguy hiểm, bởi vì đây là một cái vùng kín và nó chứa nhiều cái khoang cơ mạch máu, nên là khi mà có tình trạng nhiễm khuẩn thì cũng gây ra tình trạng nhiễm khuẩn rất là nặng và có thể là gây ra nhiễm khuẩn huyết, ảnh hưởng đến cái sức khỏe toàn thân của chúng ta. Bên cạnh đó thì cũng có thể là gây ra những cái tổn thương chảy máu do chúng ta can thiệp xâm lấn vào những cái mạch máu hay là những cái khối cơ lớn của vùng đùi, thì gây ra tình trạng chảy máu nhiều, chảy máu nặng, gây tình trạng mất máu nhiều cho chúng ta, thì cũng rất là nguy hiểm cho cái tình trạng sức khỏe của chúng ta. Ngoài ra thì cũng liên quan đến cái kỹ thuật can thiệp chúng ta không tốt, đó là việc chúng ta hút mỡ nó quá sát, quá đông so với phần da của ta, làm cắt đứt hệ thống mạch nuôi ở vùng da vùng đùi, gây ra tình trạng là bị hoại tử da vùng đùi, làm cho là cái tiết diện vùng đùi chúng ta vừa không loại bỏ được cái lượng mỡ thừa cần thiết, vừa làm cho cái phần da bên ngoài nó bị tổn thương hoại tử, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cái tinh trùng mỹ. Đồng thời là khi chúng ta khắc phục chỉnh sửa thì nó rất là khó khăn, và thậm chí chúng ta phải loại bỏ cái mảng da đã bị hoại tử và chúng ta ghép cái mảng da mới vào, thì nó rất là phức tạp và ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe cũng như là cái tinh thẩm mỹ ở tại vị trí vùng đùi của chúng ta. Như vậy thì các bạn có thể thấy là khi chúng ta tiến hành can thiệp hút mỡ ở vùng đùi, mặc dù nó là một can thiệp ít xâm lấn, ít tổn thương và có hiệu quả rất là tốt, nhưng mà những cái yếu tố nguy cơ đem lại thì nó rất là nhiều, bởi vì đây là một can thiệp khó, đòi hỏi kỹ thuật cao. Thế thì làm nào chúng ta có thể phòng tránh và thực hiện một can thiệp hút mỡ đùi an toàn? Thì đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cái cơ sở thẩm mỹ, cái bệnh viện thẩm mỹ nó có uy tín. Ngoài chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ ra thì nó còn những cái chuyên khoa về gây mê hồi sức tốt, để có thể đảm bảo chúng ta cái quá trình can thiệp, cái sức khỏe bản thân chúng ta được đảm bảo nhất. Thứ hai nữa là chúng ta phải lựa chọn những cái bác sĩ có chuyên môn, có tay nghề, có kinh nghiệm để thực hiện những can thiệp chúng ta được đúng kỹ thuật, được đảm bảo và hạn chế những cái yếu tố nguy cơ có thể xảy ra. Và thứ ba nữa là chúng ta cần phải tìm hiểu những thông tin liên quan đến hút mỡ đùi, cũng như là chuẩn bị cho chúng ta một cái thể trạng sức khỏe tốt, và những cái kỳ vọng chúng ta về can thiệp hút mỡ thì nó ở cái mức độ là cải thiện tình trạng của chúng ta, để chúng ta có một cái can thiệp hút mỡ đảm bảo được hai yếu tố, đó là an toàn về mặt y tế và đẹp về cái tinh thẩm mỹ. Và các bạn thì sao? Những cái lo lắng, lo ngại của bạn khi các bạn mong muốn thực hiện một cái can thiệp hút mỡ để tạo hình vùng đùi chúng ta là như thế nào? Các bạn có thể là để lại comment ở dưới video này để chia sẻ cùng với mọi người. Hy vọng những cái thông tin bác sĩ vừa cung cấp thì có thể giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu cũng như là can thiệp được đẹp và an toàn hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy cho bác sĩ một like, chia sẻ video này để mọi người có thể tiếp cận những thông tin này. Hãy đăng ký kênh bác sĩ để đón nhận những cái thông tin chia sẻ hữu ích về phẫu thuật thẩm mỹ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chia sẻ về phẫu thuật thẩm mỹ hữu ích tiếp theo.